giữa của chiếc xe máy một cách đơn giản nhất. Đây, phần chống giữa đây. Chỉ đơn giản thế thôi là các bạn đã nhấc được chiếc xe máy lên. Và bây giờ mình sẽ hạ xuống. Hạ xuống thì các bạn chỉ cần đơn giản thôi, quá đơn giản luôn. Nhiều người không biết là sẽ dùng phương pháp này nha. Phương pháp này là rất là dễ bị đổ xe nhưng mà mệt. Thank you.